giờ một cái game chơi như thế này. Anh đặt câu hỏi hay là anh nói lên cái cảm xúc và em dùng nhạc, lời nhạc để diễn tả, trả lời câu hỏi đó hay diễn tả cảm xúc đó. Được không? Khó này. À, anh muốn nói gì nói. Ok, dạ. Yeah. Được chưa, bắt đầu nghe. Rồi. Rồi. À, nếu tôi nhớ nhà, đã lâu rồi tôi không có về Việt Nam. Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều, nhất là những buổi chiều mưa rơi. Hôm nay Cali trời mưa ít không như Sài Gòn. Nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Nó là duyên, nó là nợ. Đã gặp nhau rồi, nếu không sống được thì đành phải chia tay. Tôi không còn yêu anh nữa. Không, không, tôi không còn yêu anh nữa. Không, không, tôi không còn yêu anh nữa. Anh ơi. Lê Thảo ơi. Trong cái tình cảm có đôi khi nó trọn vẹn, nếu mà không trọn vẹn thì là một sự đổ vỡ, tan nát. Có người chọn con đường tự giận, có người chọn con đường rủ áo đi tù. Điệp mới mang lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò gió mong chờ. Tiếp. Cái đó là mới đi tu thôi, chưa tu. Tu. Tiếp. Không. Năng nỉ mà, năng nỉ. Thế thôi, trong bài đấy thôi. Câu nữa. Thôi được rồi. Câu nữa thôi. Thế đi tu cái gì? Hôm qua em đi chùa Hương, hoa có còn mới sương. Đấy, lôi chùa ra. Ok, cảm ơn rất nhiều.